Chào các bác, rất vui khi em Đạt Trần lại gặp lại các bác trong clip của ngày hôm nay. Hôm nay em Đạt Trần sẽ lên sóng và cũng như là sẽ test cho các bác một cái cặp loa và một cái cặp loa siêu phẩm của Tannoy. Cặp này là cặp Steinling, cặp Tannoy Steinling. Cặp Steinling này thì được ra đời vào năm 1998 với cái giá xuất xưởng rất là cao, lên tới 220.000 yên cho một cặp. Hôm nay thì shop về được một cặp đấu mạng đẹp xuất sắc luôn, hàng về từ Nhật đẹp xuất sắc luôn. Em xin lên sóng và chia sẻ cho các bác. Về cái kích thước tổng thể của cặp Steinling này thì em nó sở hữu một cái kết cấu rất là hay và nổi tiếng của Tannoy. Kích thước của nó thì cũng không quá là lớn. Chiều cao là 70 cm. Chiều rộng là 48,6 và chiều sâu là 31 cm, với cái cân nặng là 22 kg trên một thùng. Đây là những cái thông số trên trang chủ của hãng. Cặp này thì trở kháng 8 ohm, độ nhạy 93 dB và công suất là đáp ứng là từ 100 cho tới 250W cho một thùng loa. Những cái thông số cũng rất là dễ dàng phối ghép và những cái thông số vô cùng là dễ dàng phối ghép các bác nhé. Cặp loa này thì shop về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc đấy, và em nó thì có những cái phụ kiện như sau. Nó còn nguyên cả cái cắt lô đấy, rồi cắt lô đấy, rồi chìa khóa zin theo loa đấy, đây là cắt lô này đấy, rồi chìa khóa đấy. Các bác chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nghía một chút về cái tổng thể của cặp loa. Đầu tiên là về cái phần thùng vách, em sẽ quay rất là chi tiết cho các bác xem. Đấy, em này đẹp và cái màu gỗ của Tannoy này các bác trông đấy, rất là mộc mạc, nó không có bị spa hay tút tác gì đấy. Thùng gỗ rất là mộc mạc luôn đấy, rất là mộc mạc đẹp và nét căng, còn nguyên cả chìa khóa zin theo loa phía đằng hậu đây, còn rất là ok. Cái tem của tech phân phối của Tannoy đấy, phần cọc loa zin nguyên bản của Tannoy đấy. Em này thì phần lưới căng còn rất là đẹp, phía trước mặt họ làm đây, trông rất là bắt mắt luôn. Hai bên thì có những cái lỗ thông hơi đấy, và chúng ta sẽ cắm chìa khóa vào. Cặp này nếu mà muốn mở căng là các bác phải cắm cái chìa khóa vào các bác nhé. Đấy, em sẽ cắm chìa khóa vào và em sẽ vặn đấy, mở căng. Thì đây các bác có thể quan sát được cái cấu hình của cặp loa Steinling. Trên tay em đang là cái tấm lưới căng còn rất là đẹp. Đấy, cái màu trắng của nó còn trắng tinh, nguyên cái tem đồng của Tannoy. Và mời các bác chúng ta sẽ xem cái phần cấu hình của loa. Đấy, cấu hình của loa rất đẹp, gồm một bát 25 đấy, đồng trục các bác nhé. Bát 25 đồng trục. Và cái mặt loa đấy, cái mặt loa họ làm bằng một cái chất liệu gỗ rất là cao cấp, có những cái đường vân trông vô cùng là tinh tế, thể hiện cái đẳng cấp của cái dòng loa Tannoy, dòng loa quý tộc. Em này thì loa sử dụng kiềng vàng gold. Đấy, bên trong có một cái loa kèm đồng trục và cái lớp lưới vải thưa này để bảo vệ. Gân sử dụng lớp gân cao su zin. Đấy, kiềng loa vàng gold còn rất là đẹp. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái vi tinh chỉnh cho giải mít và giải chép. Đấy, tem của Tannoy ở đây. Đấy, một vi tinh chỉnh nằm ở đây, hình thức này. Các bác xem cái phần gỗ của nó rất đẹp và xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Và mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau quan sát tiếp cái chiếc loa tiếp theo. Nên là Trần sẽ tháo ra và mời các bác chúng ta cùng xem. Đây, em mời các bác chúng ta cùng xem chiếc loa tiếp theo. Đấy, về cái thùng vách của Tannoy, cái vân gỗ của Tannoy họ làm rất đẹp luôn, nó đẳng cấp đấy, không như những cái vân gỗ của loa Nhật, loa Mỹ đâu các bác nhé. Tuyến loa xuất sắc, đẹp, nó đẹp không tì vết luôn. Đấy, nguyên tem mác. Đối với cái dòng loa Tannoy là một cái dòng loa quý tộc. Đấy, vậy lên cái chất âm có lẽ rằng chúng ta sẽ không phải bàn nhiều về cái chất âm của cái dòng loa này. Đấy, cặp loa cho một cái âm sắc rất là hay. Đấy, tiếng có chiều sâu. Đấy, âm sắc của nó thuộc cái phân khúc cao cấp rồi, cho nên là có lẽ các bác cũng ta sẽ không phải lăn tăn gì về cặp loa này, một trong những cái cặp loa hay ở trong cái tầm tiền và với cái mức giá tầm trung của Tannoy.
Em xin được báo giá cho các bác, cặp này đẹp xuất sắc, zin nguyên bản 100%, yên căng của nó màu còn trắng tinh luôn. Giá bán là 47.500.000 cho cặp Stirling. Các bác có nhu cầu alo cho em. Sắp đặt trần với địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Bây giờ thì mời các bác chúng ta sẽ nghe một cái đoạn nhạc thể hiện trên cặp loa này. Em mời các bác chúng ta cùng nghe. Các bác nhớ đeo tai phone vào để cảm nhận cái chất âm của cặp này. Đẳng cấp những cái dòng loa quý tộc, âm sắc nó rất là khác biệt. Nói đến Tannoy thì không có bất cứ một cái thương hiệu nào trên thế giới làm nên được cái âm sắc của cặp loa này. 47.500.000, bên em là có cái mức giá rất tốt cho các bác chơi. Các bác có nhu cầu alo cho em. Số máy 098 358 6968. Trong cái clip này thì em cũng không có con âm ly nào gấu để test với nó. Em sẽ test tạm với một con âm ly của Samsung. Các bác nghe tạm. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nét ngoài sân. Nàng đang với anh, em giờ đây đã quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Sao có câu đời lắm bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây tôi nước trôi hoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Tôi và em chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao. Là gì vãng. Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cầu đẹp đối với nhau. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Vâng, thưa các bác, với một cái mức giá là 47.500.000 đồng, các bác quan tâm cặp loa này thì có thể là nhấc máy alo cho em đặt trần. Số điện thoại 098 358 6968. Shop em có địa chỉ ở tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship các bác nhé. Các bác đang xem kênh thì cho em xin một like cũng như là một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em, và cũng như là theo dõi những cái sản phẩm mới nhất. Nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu, em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh, mà hôm nay sao em
ra đi về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt thêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được có bay. Dẫu yêu em đâu không em khi ta nay đã rời tay. Vâng, và có lẽ theo em Đạt Trần cũng xin phép được kết thúc video clip này tại đây. Các bác nào quan tâm cặp loa thì hãy alo sớm cho em để chúng ta có thể là sở hữu được cái cặp loa Tannoy cực kỳ đẳng cấp như thế này. Sau Đạt Trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, các bác. Cặp loa có mức giá 47.500.000 đồng. Mai là ai đi xa nhau, đừng khóc cho nghiệp quên sầu. Ghi nhé em chuyện vui ban đầu, đừng để tình ta phai tan mau. Lời nguyện xin khắc sâu. Xin chào các bác quan tâm gặp Tannoy mức giá 47.500.000, mời các bác alo trang. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.